Bữa ăn tối của em hôm nay là hủ tiếu đó cả nhà. Miếng hủ tiếu hôm nay thì em sẽ nấu là có thịt nạc gan nè, rồi một ít tim nữa, cùng với rau củ xanh xanh đỏ đỏ ha. Nhìn rất là hấp dẫn nè. Để biết nó ngon và hấp dẫn và cách làm như thế nào thì em mời cả nhà cùng vào bếp với em nhé. Thì nguyên liệu hôm nay mà cho món ăn hủ tiếu thì em có chuẩn bị ở đây một ít hủ tiếu nha cả nhà. Hôm nay em sẽ sử dụng là xương nè, gan và tim nha. Ở đây em có nửa củ cà rốt, nửa củ cải trắng và một ít củ hành, một ít tỏi và rau kèm nha. Hôm nay em định nấu hủ tiếu Nam Giang nhưng mà hồi chiều em quên đi, em quên mua mua rau. Cái này là phải ăn rau tần ô đúng đó nha. Quên lấy con dao nữa. Rồi bây giờ phần cà rốt á thì mình sẽ xắt ra như thế này ha. Bữa nay em điện chút em tiện bông thôi, quên nữa. Cái phần thịt á với phần gan tim là cả nhà trần rửa sạch và trần qua nước sôi ha, để cái phần thịt của chúng ta không có nghe bám mùi thịt nè. Nay làm bông hoa 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh đi cho nó đẹp. Em thì không có khéo lắm nha cả nhà. Bông hoa tiện vậy chứ không không còn rất là dở nè, không có khéo tay. Tiện cho nó có màu sắc, có hoa là nó đẹp nè. Nóng á thì em phải phi cái phần củ hành nha cả nhà. Con ra tưới cây thì mẹ đi làm. Củ hành này phi để lát mình bỏ vô cho cái phần hủ tiếu cho nó thơm đó cả nhà. Chiều mua gan tim là em định nấu hủ tiếu Nam Giang. Mà tự nhiên chạy về nhà quên luôn, quên mua phần giá hẹ mà em quên mua tầng ô. Thôi nấu hủ tiếu bình thường ăn thôi. Thì đó, của hủ tiếu Nam Giang thì chỉ khác đó, về mặt cái rau thôi, với lại mình phi cái phần tỏi thôi đó cả nhà. Vớt ra ha. Rồi, như thế này là ok ha. Rồi, tiếp đến thì em sẽ cho hết cái phần tỏi phi vào. Rồi tỏi để phi ha. Và một tí nữa đi ha. Rồi ở đây em có chuẩn bị một ít nước sôi nè, em sẽ cho phần nước sôi vào. Nấu khoảng chừng 2 tô là được rồi cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ để cái phần hỗn hợp này cho nó sôi lên đi ha. Nước sôi thì em sẽ cho hết cái phần rồi phần thịt, phần gan, phần tim vào ha. Cái phần gan với tim á thì em sẽ không xắt trước nha cả nhà. Bởi vì gan tim á mình xắt mỏng á, bỏ vào đây á thì nó dễ bị cứng lắm. Khi nào nó chín hẳn ở trong đây đi rồi mình đem ra ngoài xắt. Cả nhà cho hết cái phần cà rốt và củ cải trắng vào luôn nha.
Rồi bây giờ cả nhà cho vào đây là một muỗng cà phê bột ngọt ha. Hơn nửa muỗng cà no. Vài viên đường phèn nha cả nhà. Để làm cho món ăn của chúng ta nó ngọt và ngọt thanh đó cả nhà, ngon. Rồi, bây giờ vậy là xong, mình đợi nó chín thôi. Bây giờ trong khi chờ đợi cái phần này chín á thì em sẽ đi trụng cái phần hủ tiếu nha. Rồi, phần nước đã sôi. Sôi rất là nhiều nè. Bây giờ phần bọt thì chúng ta sẽ vớt bọt ra ha. Vớt cái phần bọt. Và nhỏ lửa lại. Lúc này trời nắng nóng quá, ăn cũng không có nổi cả nhà ơi. Bữa con nhỏ bạn nó chia sẻ là bây giờ ước gì có một dĩa rau luộc ăn kèm với lại trứng nước tương á cả nhà. Em thấy cũng hấp dẫn nên để bữa nào em làm coi. Rồi với nồi nước này á thì em sẽ trụng cái hủ tiếu nha cả nhà. Hôm nay ăn nhiêu đây thôi. Rồi quay lại lấy nồi nước dùng nha cả nhà. Cả nhà thấy bọt thì mình sẽ vớt ra ha. Cái nồi nước dùng rất là trong nè cả nhà. Rất là trong mà ngon ha. Rồi nước sôi rồi thì em cho phần hủ tiếu vào nè. Để hủ tiếu dai á thì cả nhà trụng sơ thôi. Đừng có trụng chín quá thì nó sẽ không ngon, mềm quá không ngon. Như thế này là được rồi ha. Rồi đã có hai tô hủ tiếu ha. Em sẽ cho đây một ít giá nè. Một ít hẹ. Rồi tô bên đây cũng vậy luôn. Tại con em nó không ăn gốc hẹ nên em sẽ bỏ gốc hẹ qua bên cái tô của em nha. Cho vào đây một ít tiêu nữa cả nhà. Phần chuẩn bị đã sẵn sàng hết rồi. Bây giờ chỉ còn đợi nước dùng nữa là có thể dùng được rồi. Nhìn nó màu cái trong hấp dẫn quá ha. Phần gan chắc chưa chín lắm đâu. Giờ đợi chút xíu nữa. Đá bụng qua đây nè. Xém chút quên. Cho phần hành phi vào luôn. Rồi em làm thêm nước mắm nữa nha cả nhà. Nước mắm hơi cay cay chút xíu. Lát chấm thịt đồ ăn ngon. Tư thế đã sẵn sàng hết rồi nè. Chuẩn bị tiếp một ly rau má nữa cả nhà. Nóng quá. Rau má này là em xay sẵn nè. Rau má không đường, em không có thích uống đường nha cả nhà. Đó, làm sẵn ly nước đá. Em ghiền rau má với lại sim sâm lắm. Em hay làm bỏ cái tủ như thế này nè, để dành uống nè. Để nếm thử cái nồi hủ tiếu thế lúc này thế nào ha. Hơi lạc cả nhà. Cả nhà cho vào đây
1 phần 3 muỗng cà phê cà no ha. Để em xem coi cái phần thịt nó đã chín chưa nè. Thịt lúc này đã chín rồi đó cả nhà. Em sẽ vớt cái phần tim và gan ra ha. Vớt phần tim và gan ra. Rồi, em sẽ xắt ra như thế này. Nóng quá. Chín hết rồi cả nhà. Ok, vậy là xong. Vậy là cái nồi nước của chúng ta đã ok đó cả nhà. Bây giờ em sẽ tắt bếp ha. Và múc cho dùng thôi. Đây, nhìn hấp dẫn không nè. Nhưng mà hôm nay là thiếu hành đó cả nhà. Nhưng mà không sao ha, bù lại có hẹ rồi nè. Tô hủ tiếu buổi tối của em hôm nay đã hoàn thành rồi nè cả nhà. Bây giờ em mời cả nhà cùng vào bàn và ngồi ăn với em nhé. Rồi, em mời cả nhà cùng ăn với em nha. Quá trời nực rồi cả nhà ơi. Vô bếp xong rồi ra thở không nổi luôn. Không ăn cơm nổi nên mới nấu hủ tiếu ăn nè cả nhà. Cho miếng salad vào nha. Ăn có rau đi cho đỡ ngán nè. Để em lấy chai tương ớt nữa. Phải có một miếng tương ớt cho nó ngon. Rồi trộn đều lên và ăn thôi. Em mời các cô chú và cô chú và anh chị cùng ăn với em nha. Hủ tiếu dài cả nhà. Có điều em nực quá. Có mấy quạt mà em không có dám bắt lên nè. Bắt lên á thì khi quay sẽ ù khó nghe lắm cả nhà. Âm thanh vô nó ù lắm. Ăn một miếng tim nha. Ngon quá các cô chú. Em quên khoe với cả nhà nữa. Hôm bữa em thi về an toàn giao thông đó cả nhà. Đạt được giải khuyến khích nè. Nói chung là cũng mừng ha. Rất là mừng. Có giải là mừng rồi cả nhà. Nói chung là em chỉ là người hỗ trợ thôi. Chứ không phải là trường em đi thi. Cuối clip em sẽ mời cả nhà xem em trình diễn nha. Em quay được phút cuối không à? Khúc đầu bạn chuyển qua mà thấy nó rung quá, cả nhà lắc quá. Lâu lâu ăn hủ tiếu cũng ngon quá cả nhà. Tính ra ăn ở nhà nó chất lượng hơn nhiều nè.
nhưng mà nó tốn hơn đó nha. Ra ngoài ăn thì tô hủ tiếu có 25 ngàn, chứ cái này nấu hơn. Nhưng mà nếu mà nhà đông á thì nấu lợi lắm. Thịt nó rất là mềm. Đây là gan. Mua gan tim á, mua ít quá nó không bán cả nhà. Cũng may là chiều gặp được cái chị kia, chị cũng có ý định là mua tim. Do vậy mà hai chị em chia ra, gia đình chỉ đông nên chị lấy nhiều, em lấy miếng thôi, cũng hên đó chứ. Chị mua về chị nấu cháo lòng. Nó chị chia em chừng miếng thôi, tại em đủ nấu hai tô hủ tiếu ăn thôi. Nước mắm nó hơi cay nhưng mà ăn ngon cả nhà. Tôi no luôn, giờ là cũng 8:30 rồi đó cả nhà, 8:30 mới được ngồi vô ăn nè. Ngày nào cũng đi làm về trễ hết. Thôi thì video của em cũng đã dài rồi, em xin dừng ở đây nha cả nhà. Em chúc cả nhà nè buổi tối thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Em mời cả nhà cùng xem clip với em nhé. Bây giờ thì em xin dừng video tại đây thôi ha. Rồi, nó chỉ ra hoài, nó không bao giờ nghe chị thiệt, bởi vậy không nói nổi nó luôn. Đúng mà chị nè, em thấy Đừng Quy lúc trước nó hèn lắm mà chị. Chị coi chị để ý lại nó ra sao nha. Chứ em thấy bây giờ bạn bè không nên tin tưởng nhiều nữa. Bởi vì á, mình chơi bạn á, thì mình phải biết chọn bạn. Có bạn tốt, rồi bạn xấu cho đó chị. Cũng vì vậy mà chị đang lo đi nè. Chị á, thì lẫn hàng về Mai Gia Công để lo cho cuộc sống gia đình. Còn thằng Huy á, thì chị cho nó biết học nghề điện tử để nó có cuộc sống ổn định. Nó tự lo cho bản thân của nó được, như chị chủ an tâm. Dạ, chị nói cũng đúng. Nó thì nay cũng lớn rồi, mà lại là con trai nữa, ít ra thì phải có nghề nè, để rồi sau này có tương lai, rồi còn cưới vợ, rồi còn nuôi con nữa chứ. Mà còn em bữa nay đi đâu mà ghé chị chơi vậy? Dạ, bữa nay em đi công tác trên huyện là chị, bên công dân với pháp luật á. Rồi sẵn đi nghe đây nè, để em ghé chị chơi chút để em về. Ủa chị Ngọc tới chơi hả? Em chào chị. Em đi đâu về là mặt đỏ quay vậy Quý? Dạ em đi gặp mấy đứa bạn thân á, sẵn rồi làm một bài đi tụi nó nên mặt hôm nay đỏ chút. Ủa Quý, cái đó bảo hiểm của em đâu? Sao chị không thấy em gọi vậy? Dạ cái đó bảo hiểm để trong cốp xe đó chị. Em là biết lấy ra mà giờ thì chưa rồi, mấy chú công an nghỉ hết rồi, có ai bạn không mà chị lo á. Dạ em nghe chị nói là Quy, đòi cái mũ bảo hiểm á không phải là để đối phó với công an nha em. Cái trước hết là mình phải lo cho cái tính mạng của mình nè. Em không đòi mũ bảo hiểm mà còn sai xỉn như thế này nữa, lỡ mà em ra tặng chúng rồi ai đó là tội lỗi em gánh hết đó em nè. Bực quá thì mình chết mà chị, chứ sao mình cũng chết mà chị. Em nói vậy mà nghe được hả Quy? Lỡ không chết mà nó có chuyện gì xảy ra thương tật suốt đời sau này em sao? Chưa tính tới cái chuyện mà vi phạm pháp luật nữa đó nghe em. Em mà sai chuyện như vậy á là em đã vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông nè. Mà lái xe trong lúc sai xỉn là phạt đến 7 triệu chứ không phải ít đâu. Mà em chạy xe mà quá tốc độ bây giờ là cũng bị phạt nữa đó em. Còn cái đằng này á, chị thấy em nè, vừa không đội mũ bảo hiểm mà vừa sai xỉn nữa. Nếu như chị nói là lỡ em có va chạm vào ai đi đó
thì em phải nuôi người ta đến suốt đời luôn nè. Mà tính cái chuyện xui rủi nữa, lỡ như mà em á đụng chết người ta đi, chàng ơi, lúc đó đó là em ở tù luôn đó em ơi. Mà xe thì công an lại giữ nữa nè, không có nổi lúc đó. Em có hối hận thì cũng không có kịp đâu nha. Thân á thì lo chưa xong chưa có giấy phép lái xe, đã vậy còn liều lĩnh nhậu nhẹt, lái xe không đợi nó bảo hiểm, tao chết cho mày vừa lòng nha Huy. Đúng là họ liều trên mạng mà. Dạ, em biết lỗi với em rồi, mấy chị đừng có la em nữa. Ừ, Huy nè, chị biết em á là một cái đứa rất là hiền lành nè. Chắc có lẽ vì em chơi lạ mà em không nghĩ đến cái hậu quả sau này. Em nghe lời chị, cố gắng lo học để